Thưa quý vị, chuyện chuột cắn phá lúa và do màu dữ dội tại miền Tây, đặc biệt là tại Đồng Tháp, đang khiến bà con nông dân rất lo lắng. Dù biết nguy hại từ việc dùng điện để bẫy chuột, nhưng do nóng lòng trước tình trạng chuột phá hại, nhiều nông dân đã sử dụng điện để bẫy chuột bất chấp nguy hiểm. Đây là những hình ảnh ghi lại tại nhiều cánh đồng lúa đang trổ tại ấp Thượng, xã Thượng Thế Tiền, huyện Hồng Ngự. Hàng chục ta lúa được người dân bảo vệ bằng cách dùng điện bao bọc xung quanh để bẫy chuột điều đáng nói là dây đồng hoặc kẽm dùng để bẫy chuột đều không có vỏ bọc lại mang kích thước rất nhỏ được người dân luồn vào các chỗ kính bụi rậm và cạnh chân lúa chực chờ gây tai nạn chết người nhất là vào ban đêm một vụ chết người vì bẫy điện diệt chuột vừa xảy ra tại đây mà nạn nhân chính là người dùng bẫy cũng cần nói thêm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có nhiều người vướng vào tù tội vì dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người rất mong bà con tỉnh táo dùng giải pháp khác thay cho cách thức nguy hiểm này